chưa bố. Hả? Có bơi kinh chưa? Ăn thôi, ăn ra bơi thi với mẹ đi. Úi giời lạ. Không, đứng hết vào, bằng nhau vào, đứng hết bằng nhau vào. Ờ, xa, đấy, ờ. Ai vào thì chỗ này trước người thắng nha. Để trước đứng bằng nhau vào. Được chưa? 1, 2, 3. Đấy, biết ngay rồi, các bạn kia lúc nào bạn cũng vào trong trước nhất. Bạn kính nhanh thắng đầu tiên. Bạn này 2. Hai bạn này còn chưa về đích, đi về đi, bơi phải về đích chứ. Các bạn kính đen đi à? Bạn kính đen về đầu tiên. Các bạn kính xanh của hai bạn này mãi không về được đích. Hai bạn này chưa biết bơi. Mà hai bạn này chưa biết bơi. Không, không phải chưa bơi, thế mà bơi từ bên này sang bên kia bơi về kìa. Đấy. Nhưng mà cuối cùng phải về đích nhá. Đây. Bơi từ bên này sang bên kia xong bơi về đây là đích. Ở chưa? Chưa, đúng rồi, phải ăn thôi, hai bạn chị. Vào đây. Ba người đi thôi gì? Ờ, ok. Được chưa? Chuẩn bị nhá, chứ phải bật cái 1, 2, 3, bắt đầu. Đấy, các bạn này mới nhanh nhất này, các bạn này, đấy. Chạm người rồi. Bạn kia bơi mãi không đi. Nhanh lên, bơi nhanh lên. Đấy, các bạn kia lúc nào mới nhanh nha các bạn nhỉ? Bạn đấy là siêu sao. Quay lại nhanh lên. Được, anh em mình làm trọng tài. Bạn lấy bơi còn bao nhiêu chứng ngại vật? Yeah, bạn về số 1. Bạn này lúc nào cũng về số 1 luôn. Bạn này đâu về sai, còn bạn này bao giờ bơi bỏ dở. Okay. Bạn này, mới cả bạn này là không biết bơi. Chưa biết bơi. Vì đây bạn này bơi lần nào cũng bỏ dở, còn không được ra về bên kia này bị chết đuối. Chắc hai bạn này thi với nhau rồi. Con mệt lắm rồi. Có nghĩa là chỉ hai bạn này là biết bơi giống nhau thì thi với nhau rồi, còn hai bạn này ở đẳng cấp trên rồi. Hai bạn này đẳng cấp riêng rồi. 1, 2, 3. Đến đây. Không có cái là một người đông người. Đấy bạn kia này 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 mình bỏ gương rồi. Chạy đi. Kia kìa. Lần nào bỏ cuộc. Các bạn ấy hầu như lần nào bỏ cuộc luôn đấy. Bơi về đi, ôi dồi này không bơi được rồi. Rồi với cho bạn bên kia bỏ cuộc rồi. Bạn này giỏi thứ 3. Bạn này đi học không, đi học bơi không hay là chỉ cô giáo thấy? Các bạn này về rồi. Con bơi. Rồi, có bơi đi. Thôi, hai bạn tự bơi đi. Tự chơi đi. Tối rồi, trời tối om rồi các bạn ơi, nhìn này, trời tối lắm rồi ấy. Bây giờ phải nói là tối, siêu tối rồi. Còn không nhìn thấy mọi người luôn. Đi về đi, về đi. Về thôi, về thôi. Các bạn ơi, vừa nãy mình quay ngược chiều ánh sáng luôn, còn tối rồi, tối đấy mà bây giờ ấy, đi tắm từ lúc chiều mà bây giờ tối om rồi mà không ai chịu về luôn. Vẫn còn phải bơi, nhưng mà bây giờ trời tối rồi, bây giờ là 7 giờ rồi đấy. Không biết là đến mấy giờ thì mọi người chịu về luôn. Để bơi càng ngày càng đông luôn. Hai bạn này trông giống nhau, cái kính giống nhau ấy. Học cùng lớp không? Tên là gì? Minh Ánh á. Minh Ánh hay đi bơi nhỉ? Con hay đi bơi nhỉ? Thế á? Thế bạn Hải An đi bơi lần nào gặp con còn gì? Thế.
Đấy, hai bạn bơi đi. Các bạn ơi, vậy là đang tắm thì trời mưa các bạn ạ. Mưa to rồi. Mọi người bơi đi nha, mình phải vào chuối đây, mưa rồi. Chết chết chết. Mưa kìa, các bạn nhìn mưa chưa? Nào, một hai bạn, ui. Bạn ấy bảo đẩy xuống để cho chìm xuống dưới này các bạn ạ. Mưa rồi. Mưa không đây? Mưa đấy. Mưa nhưng mọi người không có thay đổi gì, mọi người vẫn cứ tắm như bình thường các bạn ạ. Mưa rồi. Mưa không mây? Thôi mưa to ướt rồi. Bố vào chuối đây. Đi về chưa? Mưa này phải lên chuối đây. Thôi mình đi chuối đây. Rồi các bạn ơi, vậy là để cho mấy mẹ con tắm một ngày. Tại vì đi tắm thì trời mưa thì không sao. Bây giờ thì mình cứ vào chuối. Rất nhiều người chạy mưa đây. Bởi vì là trời mưa nên rất là nhiều người đã lên và đi về rồi, chuối mưa rồi. Đấy, rất là nhiều người luôn. Một em bé trai đúng không? Sao? Mưa mà. Hấp bơi 4 phút để ngoài kìa. Ở bên ngoài có đi ra đường kia. Đi ra đằng này, coi, đường kia. Bố để bên ngoài ấy, ra mà đấy. Cứ tưởng là bạn con si đi lên để đi về nhưng mà không phải. Mưa cũng còn thua, bạn con si đi lên để sang bể bơi trẻ con. Và lấy thêm cái phao để bơi các bạn ạ, đấy. Kìa, đấy. Đi đi, đi về để đi đâu ấy? Lại bơi tiếp à? Rồi có khi mình đi ra đấy để mình đứng để mình chú ở trong cái ô kia kìa. Đấy, có cái ô kia mình không sợ mưa nữa. Này các bạn ơi, may quá vì là trời mưa. Vì trời mưa nên là các bạn ấy về hết rồi. Bây giờ bể bơi chỉ còn có ba mẹ con. Ôi các bạn con gì? Với cả hai em bé nữa thôi. Bây giờ thao hồ mở rộng, tập bơi đây thao hồ nhân. Rồi tất cả tập bơi thôi. Nào bây giờ mọi người tập bơi thoải mái đi, tự do đi. Không cần phao. Bơi đi. Bơi đi, tất cả bơi nào, bơi mà. Rồi ra thì bạn con si đó. Đưa nhau bơi rồi, úi rồi, bơi nhanh thế nhỉ. An bơi nhanh nhất rồi, cố lên. Bạn con cố lên. Ôi, nhanh lên kìa. Ai là người về đích đầu tiên, ui, Việt Thí kìa. Úi chùi ui, Việt Thí bị chặn trước ai bao rồi. Nhanh lên quá, An cố lên, An cố lên. An cố lên, cố lên, An ơi. Rồi, vậy là bạn San Si về đầu tiên. Sao đấy bạn con si? Bạn cuối cùng là người chậm chạp nhất nhà. Tiếp tục. Đấy, bạn An thì bơi nhanh chứ, ui ui. Bỏ phao bơi ra bơi đi, tự do đi. Ôi, nhanh lên, thì nhớ một phát đấy kìa. Vứt phao bơi ra, không cần. Ừ, vứt đấy, rồi, bơi đi. Trời ơi, bạn San Si đã về đến đích rồi kìa. À, bây giờ mưa xong trời lại sáng các bạn ạ. Đấy. Đúng rồi, bạn con si bơi mạnh chưa kìa. Bơi xa ra cho đỡ đạp vào mặt nhau con. Con bơi xa ra giữa đi cho đỡ đạp vào mặt. An vào mặt con đây. Đấy, kinh ngạc, úi xồi, úi xồi, úi xồi, úi xồi. Con bơi ra bên kia. Bơi ra giữa. Kệ bơi nhanh lên, chạy mẹ Thủy đuổi. Rồi, bạn An lại về đích rồi. Ôi mẹ thì chậm thế, mọi người đi gần với đấy tôi còn chưa bơi. Thế này mà ngã sông thì chắc chả bơi được vào bờ đâu. Hả? Hả? Rồi đến đây là xe xe máy nhá.